Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, mới đây, máy bay chở phái đoàn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hạ cánh xuống Hà Nội, bắt đầu cho chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông tại Việt Nam. Đây là vị quan chức cấp cao đầu tiên chính thức tới thăm Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng dưới thời Tổng thống Joe Biden. Được biết, ông Lloyd Austin là tướng 4 sao về hưu, từng phục vụ cho lục quân Mỹ. Ông được Thượng viện bổ nhiệm vào ngày 22 tháng 1, tức là chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên ở Mỹ với tỷ lệ đồng thuận cao gần như tuyệt đối. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao đang trong giai đoạn nhạy cảm, diễn biến dịch Covid đang diễn ra khó lường, vị Bộ trưởng này lại vẫn quyết định ghé thăm Đông Nam Á, mà cụ thể là quốc gia Việt Nam ta? Chuyến thăm này có mục đích gì, quan trọng đến như vậy sao? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Đông Nam Á, một điều chắc chắn có thể khẳng định được ngay, chuyến đi nhằm củng cố quan hệ với các nước trong khu vực, đồng thời cũng là một động thái răn đe tới Trung Quốc trước những lý lẽ cũng như hành động ngang ngược của quốc gia này trên Biển Đông. Chuyến công du các nước Đông Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin diễn ra sau chuyến thăm đầu tiên của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tới Trung Quốc và chung với chuyến đi của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Ấn Độ, một đối tác quan trọng khác trong nỗ lực chống lại Bắc Kinh của Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia đánh giá sự hiện diện của ông Lloyd Austin là rất quan trọng để thể hiện rõ ràng Đông Nam Á là một mấu chốt quan trọng trong các nỗ lực của ông Joe Biden. Không ai khác, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Joe Biden, đã gánh vác nhiều trọng trách lớn, triển khai chính sách mới, trong đó nhấn mạnh vấn đề chuyển trọng tâm của Lầu Năm Góc sang Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đồng minh và các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chính quyền ông Joe Biden nhận thức rõ Đông Nam Á là một khu vực rất quan trọng, bởi vậy họ cần phải tăng cường sự hiện diện và củng cố các mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ đơn thuần là về mặt quân sự. Bên cạnh đó, nỗ lực tập hợp các đồng minh và đối tác để tạo ra một mặt trận thống nhất nhằm đối phó với các chính sách kinh tế đối ngoại ngày càng mang tính cưỡng ép của Trung Quốc. Việc đối trọng với Trung Quốc chính là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách an ninh quốc gia của Mỹ suốt nhiều năm qua. Washington đã gọi cuộc cạnh tranh với Bắc Kinh là thử thách địa chính trị lớn nhất của quốc gia này trong thế kỷ 21. Bởi vậy, chính sách ngoại giao của Mỹ sẽ chủ yếu đi theo hai hướng, xây dựng lại quan hệ với các đồng minh và lập một liên minh chống Trung Quốc. Trong buổi gặp, ông Lloyd Austin đã khẳng định, tôi đang ở đây và đại diện cho chính quyền mới của đất nước mình. Trên tất cả, tôi muốn nói về tính cấp thiết, mang tính chiến lược của quan hệ đối tác. Tôi đã học được bài học và giá trị cốt lõi trong hơn 4 thập niên là một người lính, dù trong thời bình hay trong thời chiến, không ai có thể đi một mình. Thông qua đây, ông cũng đại diện cho chính quyền Joe Biden tái khẳng định Mỹ là một đối tác đáng tin cậy trong các vấn đề an ninh khu vực, tự do hàng hải, đảm bảo trật tự khu vực, cởi mở, công bằng. Bên cạnh đó, cam kết hỗ trợ cho các quốc gia Đông Nam Á chống Covid và sớm phục hồi sau đại dịch. Với động thái đó, Mỹ muốn gửi gắm để Đông Nam Á hiểu rằng Mỹ vẫn coi trọng khu vực và chắc chắn sẽ không ngồi yên để bị lấn át sức ảnh hưởng trong khu vực này. Chuyến thăm chính thức là nỗ lực để bắt kịp tầm ảnh hưởng của Trung Hoa khi mà Mỹ có khởi đầu chậm hơn. Đồng thời với hành động trực tiếp đến thăm Việt Nam, một lần nữa chứng minh rằng cường quốc hàng đầu thế giới này muốn nâng cao hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam, bên cạnh đó là tăng cường hợp tác về mặt quốc phòng, khắc phục những hậu quả còn lại sau chiến tranh, hỗ trợ Việt Nam chống lại đại dịch Covid. Và cuối cùng là góp phần vào quá trình ổn định an ninh khu vực, tự do hàng không, hàng hải trên các vùng biển và đại dương trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này còn đồng nghĩa với việc chuyến đi này nhằm mục đích răn đe tới Trung Quốc trước những lý lẽ như hành động ngang ngược của quốc gia này trên Biển Đông. Cụ thể, trong bài phát biểu của mình, ông Lloyd Austin đã nhắc lại rằng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết các khu vực trên Biển Đông là không có cơ sở luật pháp quốc tế, gây tổn hại đến chủ quyền các quốc gia trong khu vực. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã phát đi thông điệp với quan điểm lập trường của chính quyền Joe Biden, đó là tiếp tục đi theo chính sách Biển Đông từ người tiền nhiệm Donald Trump, nghiêm túc bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm cả đường lưỡi bò chín đoạn do nước này tự vẽ để đòi chủ quyền.
Trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Lloyd Austin còn nhấn mạnh, tôi tin tưởng rằng thông qua những nỗ lực tập thể, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ vượt qua các thách thức và nước Mỹ sẽ sát bên các bạn đúng như những gì một người bạn cũ nên làm, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia ven biển trong khu vực nhằm duy trì các quyền của họ theo đúng luật pháp quốc tế. Những lời khẳng định trong chuyến thăm cũng như những hành động thực tế, cụ thể như việc Mỹ điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS phối hợp hoạt động viễn chinh ở Biển Đông là những động thái cho thấy Mỹ đã trực tiếp ra mặt ủng hộ Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Trong cuộc gặp với người đồng cấp từ Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, hai bên đã thảo luận về việc Mỹ sẽ tăng cường tần suất tuần tra ở Biển Đông để chống lại các yêu sách sai trái của Trung Quốc tại đây. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí về việc một tàu sân bay Mỹ sẽ tiếp tục có chuyến thăm và giao lưu tại Việt Nam lần thứ ba sau hai chuyến ghé thăm vào năm 2018 và 2020. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ như thế nào về việc này? Liệu đây có phải là một tín hiệu tốt không ạ? Comment chia sẻ quan điểm của các bạn về mối quan hệ này ngay dưới video này nhé. Các bạn thân mến, có thể các bạn chưa biết sau khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao con tàu John Miget cho cảnh sát Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2020 với số hiệu CB8021. Đây là con tàu tuần duyên thứ hai của Mỹ được bàn giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang thiết bị quốc phòng dư thừa sau tàu Moranton được biên chế cho cảnh sát biển Việt Nam dưới thời Tổng thống Donald Trump vào ngày 25 tháng 5 năm 2017 mang số hiệu CB8020. Một tờ báo đã đăng tải một số hình ảnh đáng chú ý về tàu tuần duyên John Biget. Theo đó, con tàu đã được sơn với dòng chữ Việt Nam Coast Guard, cảnh sát biển Việt Nam cùng với đó là lá cờ đỏ sao vàng. Đây là lớp tàu tuần tra lớn nhất của lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ và những năm 1960 có khả năng mang theo 24 sĩ quan và 160 thủy thủ. Lớp tàu Hamilton này dài 115m, chiều ngang rộng nhất là 13m, mớ nước 4,6m, lượng choán nước là 3.250 tấn và phạm vi hoạt động là 22.530 km, được thiết kế nhằm phục vụ cho việc triển khai dài ngày trên biển. Về lý thuyết, hai con tàu Hamilton do Việt Nam sở hữu sẽ giúp nước ta duy trì sự hiện diện lâu dài trên các vùng biển. Tàu có chức năng tuần tra lãnh hải, khảo sát đại dương, cứu hộ, cứu nạn và có thể hoạt động ở tất cả mọi vùng biển trên thế giới, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên còn có tên gọi là tàu tuần tra cỡ lớn có độ bền cao. Với những trang bị tính năng đó, đây được đánh giá là sự bổ sung tốt cho các tàu từ 2.500 tấn tới dưới 1.000 tấn hiện nay mà cảnh sát biển Việt Nam đang sở hữu. Về mặt chính trị cũng như ngoại giao, John Miget là lớp tàu Hamilton thứ hai mà Mỹ đưa sang Việt Nam, nghĩa là hiện nay trang bị chính của cảnh sát biển Việt Nam có xuất phát từ Mỹ. Ngoài năng lượng mà con tàu này cung cấp, việc bàn giao tàu John Miget được cho là một tín hiệu sâu sắc hơn trong quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Theo ông Clark Cooper, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách chính trị quốc phòng, chính sách thương mại quốc phòng của Mỹ là cách tiếp cận trọn gói. Do đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ, làm việc sát sao với quan chức Việt Nam nhằm xác định các yêu cầu và đưa ra giải pháp tối ưu trong vấn đề huấn luyện, cũng như hỗ trợ bảo dưỡng, bảo trì, vận hành thiết bị theo hướng lâu dài. Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh, chúng tôi không xem thương mại quốc phòng là dạng mua bán một lần hay tạm thời, mà thực chất nó là thứ gắn chặt với quan hệ an ninh giữa chúng tôi với các đối tác quốc tế và thương mại quốc phòng. Điều này thêm một lần nữa khẳng định Mỹ mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ luôn hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực quốc phòng, đồng thời ủng hộ Việt Nam trong vấn đề chủ quyền Biển Đông. Nếu như Trung Quốc có những động thái gây hấn với nước ta cũng là đang gây mâu thuẫn với Mỹ, Mỹ sẵn sàng lộ diện hỗ trợ Việt Nam trong bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đông. Thế nhưng, có một điều mà có rất nhiều bạn thắc mắc đó là tại sao Việt Nam lại được lựa chọn làm điểm đến cho chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Chúng mình xin được giải thích ngắn gọn như sau. Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam là bên tham gia tranh chấp, có khả năng quốc phòng và ý chí chính trị sẵn sàng để đối đầu với Trung Quốc. Trong khi đó, Singapore tuy không phải là một quốc gia trực tiếp tham gia tranh chấp, nhưng họ theo đuổi lập trường cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Mối quan hệ Mỹ-Philippines gặp nhiều khó khăn do chính sách xích lại gần Bắc Kinh của Tổng thống Duterte. Thái Lan cũng không phải là bên tranh chấp, đồng thời cũng có xu hướng thân thiết hơn với Trung Quốc trong những năm gần đây. Vì vậy, hợp tác quốc phòng song phương tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam là một bước đi đúng đắn vào thời điểm này. Mỹ coi Việt Nam là một nhân tố quan trọng để kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, và Việt Nam cũng rất cần Mỹ để làm đối trọng.
với các tham vọng sử dụng sức mạnh, vũ lực để đánh chìm Biển Đông của Trung Quốc. Lập trường của Mỹ về Biển Đông cho thấy Mỹ sát cánh cùng Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có quyền khai thác tài nguyên dầu khí ngoài khơi và quyền khai thác thủy sản. Đây là những điều vốn rất quan trọng cho các quốc gia Đông Nam Á trong sự thịnh vượng về mặt kinh tế. Mỹ sẽ luôn sát cánh bên Việt Nam để bác bỏ đặt tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh tại Biển Đông. Các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ như thế nào về sự kiện trên? Chia sẻ quan điểm bằng cách comment ngay dưới video này. Đồng thời, nếu thu về được cho mình những thông tin bổ ích cho chúng mình, một lượt like, share, subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.